À, chào anh em, mình giới thiệu anh em mấy cái món linh tinh này. Đầu tiên là tiếp theo là số 50 mấy thằng 53. Tiếp theo của em là số 53, cái máy rửa xe anh em, cái này 450 nha. Nó đắt cơ hiện tại, bữa mình có dầu cho mình bán hết rồi, không còn dầu nữa. 450 chưa bao gồm phí ship nha, cái này nó hơi cồng kềnh á. Tiền ship nó tầm 3 đến 50 ngàn anh em, tùy chỗ xa thành phố Hồ Chí Minh thì 20. Đợt trước mình thì dầu nhiều mà máy nó bị đè bẹp, đợt này máy nguyên mà nó lại không có dầu. Cái này thì nó còn cái nắp. Còn cái nắp thì mình bán chung với hai cục pin, một pin 1.5 anh em. Đó, pin 1.5 này nó cũng đẹp, nó sạch sơn, nó quỷ thôi chứ không gì nữa. Chạy ok nha. Này 1.5A. Mình làm biến đẩy vô á, cho nó đẩy vô mất công mở ra nó cực nó chạy bình thường ha. Cục pin không có sạc. Nay em là xài dòng này đó nè. 450 chưa bao gồm phí ship. À, nó có cái thân vậy đó nha, thân với hai pin. Còn con này thì cũng 450 luôn, nó ít bị sịt sơn hơn, nhìn nó đẹp hơn. Này nó xài cho thị trường Mỹ 21, nó sản xuất ở Trung Quốc thôi, xuất qua Mỹ. Con kia cũng vậy à, mất cái nắp. Con này mất cái nắp đậy pin đằng sau. À, bù lại thì nó được cục 1.5A, cục này đã lọt vô cục này 2A. Đó là bù nó bán bằng giá luôn, 4.450. Rồi, cắm chạy. Chạy vô máy chứ không phải vô pin đâu. Giờ nó sịt sơn nhiều quá nè. Nó quỷ á, sịt sơn rồi. Để mình cạo thử à. Một cái pin sống rồi. Mình có thể vô pin nha. Hãy lỡ đăng bộ nó trước rồi mình kiểm tra pin bộ này sau đi. Có cục 2 chấm mà. Xe rồi, số 55 là cái vít này. 55, 56, 57. Cái vít 3.6 là mới đẹp luôn, 600 nè. Pin hư. Panasonic 3.6. Pin á, pin niken á. Nó yếu rồi. Yếu rồi, nó nhích nhích nè. Phải kích lên cái test chạy cho anh em. Bán vậy nè, một cái thân máy
hai cục pin 600. Tất cả mình bán đây chưa gồm phí ship á, nên nào ở gần thì nó rẻ, xa thì nó đắt hơn, mắc hơn một chút. Nhìn hả, pin ngoại hình đẹp, 600 655. Số 56 mình bán mấy cái đồ này, cái sạc dự phòng này của Samsung nhưng mà nó cũ rồi nè, còn xài được. Cái một cái máy này thì mình không có sạc, cái máy nghe nhạc của Sony, giờ anh em là sưu tầm chơi lấy. Cái tai phone của Kenwood còn nghe được, jack 3.5 là Kenwood nghe cũng ok. Cái tai phone này không biết tai phone gì đó, iPhone SE bể màn hình. Mà cái khe chọc sim đó. Nó chọc mới nhầm. Cái này hàng này hàng lóc nên nó thay bãi nó mới lóc rồi. À, khe sim. Rồi bãi nó lóc rồi. Anh bán 250. Xài dự phòng này cũ rồi nha. Còn xài được nhưng mà cũ. Của Samsung, hàng ở đây chứ không phải là hàng bãi. Còn mấy cái này là đồ bãi. Số 57. Cái này là cái súng keo AB bán 250 của Đức, của Hilti nè, đang có chế lại xài được gì không xài. Nhưng mà tổng chiều dài nó nè, đường kính của cái này 5 phân, AB chơi lớn và nhỏ của Đức. Số 57, 250. Rồi thôi khởi động rồi, như đó thôi, em về xuống, em ơi nóng lắm rồi. Nó về môi trường làm việc nó nóng quá. Ở đây tôi đâu có nổi nè, nóng kinh. Hả, nghe chóng 37 độ. Người tầm 31 32 độ còn dễ chịu chứ mà lên tới 37 độ. Tạm lúc vừa tối rồi tính.